Trong sáng nay, quân đoàn 12 bắt đầu cuộc diễn tập. Mặc dù mới được thành lập, sau thời gian ngắn làm công tác chuẩn bị, được sự quan tâm chỉ đạo hướng dẫn của Ban chỉ đạo và các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng cùng với tinh thần chủ động trong lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chỉ huy các cơ quan đơn vị, sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ của các lực lượng, ý thức trách nhiệm tinh thần cố gắng khắc phục mọi khó khăn của cán bộ chiến sĩ các đơn vị, cuộc diễn tập chiến thuật có bắn hạ thật của quân đoàn 12 đã diễn ra theo đúng kế hoạch.